Call Center. À, dạp chiếu phim tháng 8 chứ. Bây giờ tháng 8 nó đổi tên mấy lần. Đổi tên hay đổi hả? Thích sửa xe lắm, suốt ngày đi mua những cái xe. Ngày xưa toàn mua xe máy cũ, mà những cái xe rất là đặc biệt ấy, nó rẻ về sửa đi, mà nhiều khi đi phát bực cả người. Đi hai anh em đi mà nó cứ hỏng liên tục, lại hồng xuống nhé. lại sửa, bố chẳng biết gì cả. Xe thì to, em ra chỗ cái vét ba rồi có thứ chỉnh sửa đài các loại băng bước để đây nha, đúng là một khối đồng nát, cứ loay hoay sửa nó thành ra cái nghề. Cũng nghĩ biết đâu giống cái ông Honda ấy, biết đâu trở thành một người rất giàu. Ngày xưa nó còn một cái loại nữa này, lấy các cái đồ tàu Bình Dương Hải Phòng, kiểm soát Hải Phòng bê về, đủ các loại, mua cả mớ, cả máy giặt, cả quạt, cả tivi, các thứ thì bọn ấy nó hỏng. Nó chủ yếu là do cái nước biển đấy con, cái nước biển nó làm hỏng mà. Về mình tháo xong bắt đầu mình chịu khó mình lấy cái cái rũa với lại cái nó là cái đánh cái lá nhỏ nhỏ để nó đánh như kiểu là cái gọi là cái gì đây, cao đao đang dọn sân khấu quẩn thế. Suốt đêm qua chúc mừng năm mới kiểu này á, chúc mừng năm mới hậu quả để lại cái Hồ Gươm cũng kinh. Cô nhớ rồi, cái giấy giáp nó có mấy loại giấy giáp mịn, loại rất mịn, thế xong ngồi bắt đầu là rũa hết cái gì ấy thôi, xong lắp lại. Thế mà là một cái hay nữa là thí dụ mình mua là mua cả mớ các cái đấy, nó cùng một cái hãng Sony đời bao nhiêu đấy hoặc Akai bao nhiêu đấy, thế là nếu thằng này nó hỏng thì thay luôn sao. Đấy, nó hay dây những cái gì để bằng cao su hay bằng nhựa ấy, nó khi nó bị hỏng, thế là khi là 3-4 cục đấy thì IC một cục bán cũng được ối tiền chơi Tết. Còn những cái thằng mà nó không dùng được nữa cứ để đầy nhà, cái nhà Nguyễn Văn đấy sọt rác đóng, nhưng mà thỉnh thoảng cần đến hay là rất quý, nó lại có một hai cái linh kiện như cái con ốc con vít cái gì đấy nó bé bé này, lại nghe bên kia là nó vứt đi rồi. Xuống Hải Phòng mua cả mớ này, máy giặt nữa, ngày xưa nó máy giặt nó lại vắt riêng, còn mua cái máy giặt nó hai buồng, từ một buồng nhé, xong chuyển sang hai buồng sướng lắm này, tức là nó giặt xong để xong lại quẳng sang bên kia để nó lại đi nó vắt. Đấy, không có gì trước ông cờ đợi cho nó hết, xong bắt đầu là xong lại bắt đầu vắt, còn cái máy nó kêu lọc xong lọc xong. Khi nó chỉ sửa tí thôi, bây giờ thì những thứ lì đầu hết rồi, vứt hết, không biết là nó vứt ở đâu.
ăn phở đây này. Với bên này nó còn có một cái hàng bún, bún ngan nữa. Còn cái chỗ này, cái bố trực đây, cái chỗ này góc của chỗ con rồng ấy. Ngày xưa 12 giờ đêm chỗ cái đồng hồ đấy, một câu tôi tải nó đi, nó chưa có đường cong rồi đâu à. Nó đâm một phát xuống đây, bốn bánh nó chổng lên dài. Mà ông mày thế, ông lái xe không biết sao nó nổ như một cái quả bom. Cả phố giật mình. Trước đây chỗ này nó cũng có một cái cột đồng hồ. Cột đồng hồ giống cái cột kia. Hay là đưa cái cột đồng hồ lên đây. Dầm một cái. Cả phố ra xem. 12 giờ đêm. Thằng nó chạy nào, ngày xưa nó chưa có đường cong. Làm chuyển trục cái cầu trên giường rất ghê. Đến đây phát nó ngăn vuông này. Còn đêm cộng đi cộng quá cũng phóng nào bốn bánh trong đợi cái xe như một cái xe phi pha bằng người già cộng kéo hô hấp với bản thân mày thế có lộn xe nó lộn dưới nhưng mà nó lộn như kiểu đấy cũng nghĩ là nó không cái vô lăng nó không đập vào ngực ấy. Nó lộn từ xuống à. Xe nó đổ xuống lại thoát thoát khiếp về sau này mới phải làm vội cái đường lên vòng vòng ấy chị à. Trước là nó kinh lắm, làm ngang luôn. Đây là cái chợ đầu mối này à. Chợ này nó họp từ 3-4 giờ sáng đây. Sinh viên, con ngân to lắm.